Và các bạn thân mến, trước mắt quý vị đây là một góc học tập và bàn học của cô cậu con trai nhà mình. Vâng, có lẽ là các cháu cũng đang còn bé, vì thế cho nên là cái sự gọn gàng nó cũng thiếu đi một chút. Và đặc biệt là trong quá trình các cháu nó sử dụng bao giờ cũng thế, dây mực, rồi bút xóa, rồi rất nhiều vấn đề trong quá trình học mà các bé có thể làm dây ra mặt bàn. Như vậy làm thế nào mà để chúng ta xử lý lâu chùi thì nó không biết các bạn, mà chúng ta phải xử lý một cách triệt để. Mà muốn xử lý một cách triệt để như thế thì chúng ta bằng cách nào? Vâng, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những cái mẹo rất đơn giản mà chúng ta có thể đánh bay mọi vết bẩn, đặc biệt là các vết bẩn của bút xóa hay là bút bi, để chúng ta đều tẩy một cách nhẹ nhàng mà không ảnh hưởng gì đến bề mặt của phần sơn hoặc là PU trên bề mặt của gỗ và các chất liệu gỗ cũng như một số các chất liệu khác. Đây, các bạn có thể nhìn rất kỹ và gần xem là cái mặt bàn mà các cháu nó bày thế nào. Đây, các bạn thấy chưa? Đây, rất nhiều vết loang lổ, rất nhiều cái bẩn mà các cháu nó bày ra. Đây là khi các cháu nó đang còn bé, rồi chưa có ý thức trong quá trình học. Vì thế cho nên là cầm cái bút xóa một cái, ví dụ muốn sử dụng thường thường là cứ chấm chấm chấm, mà mặt bàn này lại là cái nơi để các bé sử dụng chấm rồi nó quen đi, quen tay. Thế rồi lâu ngày nó cứ cáu dần. Thì phần hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một trong những bí quyết để chúng ta xử lý tốt vấn đề này. Đó là gì ạ? Các bạn có thể sử dụng rất nhiều các phụ gia để chúng ta có thể tẩy. Một là chúng ta sử dụng xăng thơm. Xăng thơm nó cũng có một trong những cái tính năng đánh tẩy rất tốt. Nhưng tuy nhiên, sử dụng xăng thơm thì đồng nghĩa với cái việc là bề mặt mà các bạn phun dầu móng thì bao giờ nó cũng bị mờ, bởi vì xăng thơm nó tẩy rất là mạnh. Vì thế cho nên hôm nay mình giới thiệu với các bạn một bí quyết nhỏ, mà cái này thì có lẽ là chúng ta ít khi nghĩ rằng nó lại có công hiệu đến như thế. Vì cái này nó thường là trong mỗi gia đình nhà ít nhiều, và các bạn có thể có nhiều lọ, có thể có một lọ, vài lọ thì chúng ta có thể sử dụng để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, chăm sóc qua gia đình. Vâng. Đó là cái gì các bạn biết không? Hòa, rất đơn giản. Một trong những cái loại mà hàng ngày bất kỳ một gia đình nào cũng tích trữ để quan tâm chăm sóc cho sức khỏe. Đấy. Tôi nói đến đây chắc các bạn cũng hình dung một phần nào, nhưng ở đây không phải là thuốc kỷ hồ, mà một trong những cái sản phẩm rất gần gũi với chúng ta cuộc sống hàng ngày nhưng chúng ta không biết, có lẽ các bạn không thể biết được. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn, đó là một bí quyết. Đây chính là bí quyết của mình các bạn. Trên tay tôi có một cái lọ rất bé và xinh. Lọ này các bạn biết rồi chưa? Đây chính là dầu Phật Linh, hoặc dầu gió, dầu gì cũng được. Một trong những cái sản phẩm mà bất kỳ một gia đình Việt nào cũng có. Để làm gì? Để chúng ta phòng xa khi những lúc đau bụng, hắt hơi, sổ mũi. Chúng ta thường lấy cái dầu này để chúng ta xử lý một chút đi, hoặc là không may chúng ta cảm mạo thì chúng ta cũng có thể mua cái này rất là tốt. Nhưng nó còn một cái công hiệu nữa các bạn biết không? Đó là tẩy các vết bẩn. Nghe thì nó lạ, nhưng thực tình mà nói thì cái tẩy rửa của nó rất tốt, mà không ảnh hưởng đến chất liệu của những bề mặt của bộ mà các bạn tẩy xong. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là công việc của nó thế nào, thì các bạn sẽ quan sát kỹ mình. Trước là các bạn có thể thấm dầu gió này vào một chiếc khăn sạch, sau đó chúng ta sẽ lau các vết bẩn mà các bé đã dây, đặc biệt là bút xóa cũng như là bề mặt các bé vẽ ngay bút bi mà thì nó vẫn tẩy cái lượng rất là tốt. Hoặc có thể các bạn là cho trực tiếp dầu này lên trên bề mặt để cho cái phần bẩn này nó có thể thấm một chút. Các bạn
nếu mà sử dụng quá nhiều thì nó cũng đâm tốn kem, thì cho nên các bạn là nên sử dụng một lượng vừa phải thôi. Tôi sẽ tập trong để các bạn sẽ quan sát kỹ xem là cái sự công phá của nó thế nào. Dài đi các bạn, rất sạch sẽ. Con điều là một lọ không đủ thì các bạn có thể sử dụng vài ba lọ. Cái bề mặt cổ cái bàn học này nó lại trở về với cái trạng hoạt động. Các bạn chờ xíu. Các bạn nào cứ lau một cách nhẹ nhàng, lau đến đâu nó sạch đến đấy các bạn. Tại sao tôi để hướng dẫn các bạn làm cái này? Vì thực ra chúng ta sử dụng sản phẩm này trong quá trình tẩy rửa thì nó cũng ảnh hưởng đến môi trường. Người tẩy rửa cũng rất sạch mà xung quanh môi trường các bạn cũng rất thơm. Một chút dầu thôi nhưng nó có thể làm cho cái không gian của ngôi nhà của bạn nó cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đẩy đến đâu thì nó sạch đến đây rồi. Tuy nhiên là chúng ta phải chà mạnh một chút. Nếu các bạn chà mà nhẹ thì các cái vết của nó sẽ không biết được. Thực ra là cái vực này nó hơi lâu rồi, không phải một năm mà nhiều năm. Chắc là tôi cũng nhắc nhở các cháu rất nhiều. Thế rồi trẻ con nó rất dạ, vâng, đều lắm rồi. Mình không thể lúc nào cũng bên cạnh các cháu. Để thế cho nên cái kinh nghiệm của các cháu dây theo một lần lẽ đương nhiên bình thường. Chúng ta không thể để áp đặt cho nó lúc nào cũng phải sinh tinh được, cũng không được không ạ? Các bạn quan sát kỹ thế làm xem bề mặt thì nói là đúng hay sai. Dầu nó rất là nóng cho nên là nó có thể làm tan các cái vết mực của bút xóa. Mỗi chà một lần thôi nhưng mà nó cũng đã đánh bay được khá nhiều. Chúng ta dốc dầu trực tiếp vào trong cái này thì nó sẽ đẩy đi rất là nhanh. Hoặc có thể trực tiếp cho lên các cái dầu thì các
ta quên cái chức năng của nó thì hơi lắm. Tuy nhiên là tôi nói như thế này là không phải là chúng ta cứ sử dụng cái dầu này cũng tẩy được. Các bạn có thể sử dụng xăng dầu khác cũng có thể tẩy được, nhưng có thể là nó không sạch được như thế này. Đối với xăng thơm thì nó sạch, nhưng nó đi đến đâu cũng chả thấy cả cái bề mặt của bạn. Các bạn mất luôn cả lớp dầu mặt chứ. Nó làm cho mờ, nó tẩy, cái mức độ tẩy của nó quá lớn. Nuôi con trẻ quá trình nuôi dạy các cháu thì chúng ta không thể tính ngày một ngày hai. Cái việc của cháu nó làm thế còn ngày hôm nay nó thực hiện được, nhưng mai thì nó làm có thể là làm thế này cái kia. Mình là người lớn, chẳng nhẽ lúc nào có bản thân cháu thì cũng được dặn dò rất nhiều, nhưng rồi ôm ra các chàng trai này vẫn rất lì. Đó là tạo việc làm cho người lớn, nhưng chúng ta vẫn cứ phải vui quá. Chúng ta không biết quyền của một người thì bố người mẹ thì cũng làm đem cho cháu, cho nên là ta cần nhẹ nhàng chỉ bảo. Rồi kết hợp với chúng ta sẽ làm phục vụ thêm cho các cháu. Tôi dặn cái rẻ này đi nữa, sau rồi chúng ta lại tiếp tục thấm và tiếp các bạn nhé. Vâng, chúng ta tiếp tục trả lời bạn. Nghỉ cái đầu sạch từ đây gọi. Chỉ một lọ dầu thôi. Cái anh Phật Linh này anh ấy đúng là linh nghiệm. Linh nghiệm như Phật vậy. Sạch sẽ gọn gàng thơm thò, tôi thích nhất là cái mùi vị của nó. Con thỏ đâu đây trong căn phòng nó thơm nhưng mà rất dịu nhẹ, dễ chịu. Nó không giống như các cái chất tẩy rửa khác. Thank you.
giác các bạn một điều là các bạn làm theo những gì mình làm thì mặt bàn hay là bất kỳ cái chỗ nào không gian các bạn nó bị vuông vòng, tự tin là các bạn sẽ có một bề mặt như ý. Chưa được bóng lắm thì trong nữa chúng ta sẽ làm lại lần nữa, mới lần thứ hai thôi thì các bạn sẽ biết được lời tôi nói không có gì cả thiếu gì. Các bạn chờ một tí nhé. Khi nào các bạn bắt hết ra thì lượng dầu trong cái lọ này nó cũng rất ít, tôi chỉ sử dụng mỗi một lọ chưa đầy nhưng mà nó cũng đã sạch cái bề mặt diện tích này khoảng hơn nửa mét vuông các bạn. Tiện tay nó cũng không phải chủ định để nó gây áp lực cho mình, các cháu nó làm cho mình khó chịu đâu, nhưng cứ thế gần như là mình luôn được nhắc nhở nên là các cháu nó cũng cứ trong cuộc sống nó cứ luôn bày bày ra thì mình đạo là bố mặt nhưng ta lại phải xử lý phần hậu của các cháu, tất nhiên nó còn phải dạy dỗ các cháu. Lần thứ nhất bố làm cho lần thứ hai tôi quan điểm là lần đầu tiên tôi có thể đọc mình đánh trồi mình chỉ dẫn, lần thứ hai tôi gọi vào các bạn biết thì sao tôi không phạt gì hết, thì nhắc các cháu rồi muốn làm rồi sạch đẹp rồi bàn giao rồi, nếu mà làm dây ra thì tôi cho các cháu tự làm, bởi vì bản thân các cháu nó tự làm nó sẽ ý thức được rằng là mình làm như thế là không nên. Lần sau thì nó phải rút kinh nghiệm, nó làm một lần nó như chứ bây giờ chúng ta cứ làm hộ mãi là các cháu cứ đổ đấy. Tôi quan điểm lần thứ nhất từ giờ thôi xem như mình lao động nghĩ cho nó vẻ cho sạch sẽ để cho các cháu nhận thấy tại sao nó bẩy thì nó lại sạch. Nhưng lần thứ hai thì thôi rồi, ta gọi là chỉ từng chỗ và còn làm thế nào và cháu làm thế nào giả lại đúng cái bề mặt đấy cho nó có ưng ý để ngồi cho nó sạch, tránh dày ra quần áo, tránh dày ra xích vào tin đâu lại có đấy cháu nó
bạn họ cũng nhớ lần sau chắc tôi có bảo là con chịu vì con không có thời gian để con đi tổng vệ sinh như thế. Cái hay của các bạn mình làm mình vừa giáo dục của cháu. Đây tôi cho các bạn là xem lại gần để lời tôi nói của hôm nay là không hề thừa chút nào. Các bạn thấy thế nào? Đây, gỗ lại trở về với gỗ. Tất nhiên là bề mặt này tôi phun cách đây khoảng 15 năm rồi, cho nên là nó không được sáng đẹp nhiều nữa. Nhưng nó lại rất sạch sẽ đúng không các bạn? Đây, bên này cũng thế. Sạch tinh đúng không? Tôi tin. Một lần nữa thôi, các bạn là sẽ cùng tôi giặt khăn thật sạch đi. Chúng ta tiếp tục tẩy rửa một lần. Thêm một lần nữa. Rồi cái mùi dầu rồi toàn bộ những cái bụi bẩn lép lép nhỏ hơn tí nữa. Thì các bạn, lần cuối cùng này thì có lẽ là chúng ta không cần phải xả dầu nữa các bạn. Bởi vì cái phần có bẩn út bi rồi út xóa nó đã khác là thịt tiêu. Các bạn thấy thế nào? Quá ưa chứ đúng không ạ? Tôi tự ưa nhất là cái kiểu tẩy rửa nhẹ nhàng nhưng rất là hữu ích. Lưu ý là chúng ta lau lại, chúng ta nên lau bằng khăn ẩm, đừng lau khăn ướt, khăn ướt và nó không sạch hết. Khăn càng ẩm càng sạch bao nhiêu thì bề mặt này càng bóng bao nhiêu. Hôm nay chắc các cụ cậu là không biết bố mình ở nhà phù phép thế nào mà cái bề mặt nó sạch thế. Mọi khi lo bằng giải lo không bao giờ có được. Nếu không có anh gọi ra của Phật Linh này thì tôi nghĩ là bề mặt nó vẫn cứ bật lỏng, nó chỉ sạch cái bụi, sạch được cái này thì đúng rồi. Phải nhờ công việc của anh Phật Linh rất là linh nghiệm đúng không ạ, sạch sẽ thơm tho. Tôi tin là khi mà chúng ta đã làm sạch lại một lần này rồi, các cháu nó phải có ý thức khác này. Bố nó, mẹ phải vất vả, nó phải được sạch sẽ. Không có lẽ không có cái lý gì mà các cháu tự nhiên nó để rơi. Chưa? Quá ư là sạch, chưa là sạch. Bao nhiêu cái máu bệnh nó dính hết lên này. Chịu ca cầm nó này. Không đẹp như đâu, như những gì vốn nó có. Các bạn thấy chưa? Thấy độ bóng của bàn nhỉ? Nó là nổi hẳn độ bóng lên này các bạn, chứ không phải không đâu. Cho nên cái gì cũng thế, thành quả của chúng ta, sự lao động cần mẫn bao giờ cũng có cái giá riêng của nó.
vay mọi phép luật. Trả lẽ bề mặt tươi sáng của sản phẩm, nhà sản xuất ra rồi, chúng ta là những người sử dụng, biết cách bảo vệ, biết cách giữ gìn, chắc là sẽ gây nhìn các bạn. Rất bóng đẹp nhưng mà nó cũng có cái là nó băng, nhất là những các vết mực này có băng kinh, băng sâu và kẽ, nhưng cần phải kỳ rất là cẩn thận sạch sẽ. Có thể nói là có thể cái trong chúng ta sẽ có thấy bóng chưa? Tin là các bạn sẽ thấy được quả bóng ngay trên máy của tôi đã quay trực tiếp. Này về thì các cô cậu ngồi học vào thì nó cũng không ngạc nhiên, nó cũng lạ tại sao mà mình dây ra mà bố mẹ ở nhà phù phép kiểu gì mà nó sạch đến thế, trong khi là sai nó đi lau. Nó bảo bố ơi con bất lực bố ạ. Mà thế con bất lực thì làm sao trong quá trình sử dụng mà con lại bôi ra, con lau 15 phút rồi nó không sạch. Nên lần này con sẽ nhớ rồi, không phải 15 phút mà còn có thể lâu hơn nữa, mà cũng nó cũng bao giờ sạch. Bây giờ là sạch rồi, cũng là giả cho nó sạch về cái bề mặt ban đầu, không có trách nhiệm gìn giữ sử dụng sạch sẽ lâu chừng này. Con thì tôi nói với các bạn nhắc suốt ngày nào như ngày nào mình nhắc nhở các cháu cũng rồi, cũng có lúc nào làm rất tốt, nhưng mà có khi nói xong rồi mình lại phải làm nhiều. Thế còn một chút bề mặt của cái phần này nữa thì cái này thì phần sơn của tường thì lại đơn giản các bạn, nó chỉ bụi bẩn nhẹ ta chúng thể có thể sử dụng ngay. Đây, như vậy là chiếc màn đã sạch bong đúng không các bạn, quá sạch rồi. Đây các bạn thấy còn một chút tường do chỗ công tắc điện nó các cháu nó thỏ tay thỏ chân nó bật hàng ngày đấy. Và nói cho cùng ra thì mỗi lần mồ hôi nó ra tay nó tì vào bụi xung quanh thôi các bạn, không phải bụi ở đâu, bụi ngay trên bề mặt này nó kéo gì một cái nó làm cho nó xấu về mặt đi. Bây giờ chúng ta lại sử dụng tiếp cũng chiếc khăn này, các bạn giặt sạch đi, sau đó có thể sử dụng một chút sữa tắm hoặc là một chút của nước tẩy rửa, chúng ta xoa một cái nó lại sạch ngay như ban đầu.
Đây các bạn ơi, tôi thì tôi sử dụng ngay chiếc khăn sạch ạ. Cái sơn này nó cũng là cái sơn bóng mờ, nên nếu như chúng ta sử dụng cái khăn ẩm thì chúng ta có thể tẩy luôn, chưa cần nước tẩy rửa đâu các bạn. Lưu ý này, ở đây lỗ điện, ổ đang có điện, thì các bạn phải rất cẩn thận. Khăn chỉ ẩm chứ không được khăn nước, khăn nước mà nước rơi ra thì rất nguy hiểm cho quá trình chúng ta lau. Nên tôi khuyên các bạn sử dụng khăn ẩm, đủ độ ẩm để lau thôi chứ đừng có làm nó ướt luôn, nó tạo thành những dòng nước nó vào ổ điện mà cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Đấy, thấy không? Để cả nước được cho nó lần, đúng không? Lên trên này. Tôi chỉ đi một đường nhẹ thôi. Đấy, nó đã sạch rồi. Thấy chưa? Rất sạch chưa phải sạch rồi. Trên thực tế cho các bạn quan sát chứ không phải là tôi nói ở đây các bạn nghe, chúng ta phải làm. Đó chỉ là một trong những kinh nghiệm rất nhỏ trong cuộc sống, tôi có thể chia sẻ với các bạn, và rồi những gì các bạn có những kinh nghiệm hay thì chia sẻ để rồi chúng ta cùng học hỏi và làm tốt hơn, giữ gìn cái ngôi nhà cũng như không gian sống của các bạn ngày một sạch sẽ, ngày một đẹp hơn. Là cái hàng chúng ta nhìn nó không hề sạch sẽ được như thế này. Nhưng bây giờ chỉ trong một chút thôi, tôi có thể biến cái bức tường nó giả để cái ngay như lúc ban đầu. À, anh thợ sơn này đã sơn vào đây. Ra mở của nó là làm gì thì bây giờ nó không biến, không phải có một vết bẩn đúng không? Các bạn thấy chưa? Rất sạch sẽ. Nếu như tôi mà sử dụng một chút nước tẩy rửa đây, nó là nó chất tinh, nó sạch tinh không phải, nó không có một gì được. Đây chỉ là mới và cũng đã, nhưng mà chỉ bị áp dụng với những sơn mà sơn mỏng hoặc là sơn bóng mờ các bạn. Nếu các bạn sử dụng một cái sơn tường trong nhà không, ở cái sơn chất lượng thấp thì để sạch như thế này là rất khó. Bởi vì nó không có độ bóng, khi có độ bóng thì nó không có độ trơn. Sơn có độ bóng thì bề mặt của nó là được phủ một lớp kính lên, phủ một lớp kính giống như lông, và lau rất là dễ. Tất nhiên là giá thành của nó cao hơn khoảng gấp rưỡi gấp đôi. Như sơn này tôi văn là nó hơn gấp đôi so với sơn thường, giá thành của nó luôn đi như thế. Nhưng đấy là trên bề mặt của giá trị trên là một thùng sơn mà nó thế. Thì thực chất là giá nó không gấp đôi được, bởi vì sơn càng bóng thì độ phủ của nó lại càng lớn, và độ phủ lớn thì số tiền các bạn bỏ ra nó chỉ đắt hơn khoảng gấp rưỡi. Đấy, nó lại cũng có cái hay chứ, đắt nhưng thành đắt rẻ. Bởi vì sao? Thời hạn sử dụng của nó lên đến mức quan trọng so với các bạn sử dụng sơn kia. Sơn này bảo hành 10 năm các bạn, đấy là 10 năm liên tục sạc. Nếu bạn mở, nhà sản xuất sẽ cung cấp sơn mới để cho thợ đến sơn lại. Tôi đã dùng hơn 10 năm rồi, nó vẫn đẹp, nó vẫn sang, màu của nó bay không nói thể, bay là bay màu rất đều chứ không phải là bay màu lai, cho nên không ai phát hiện ra cả. Nhà sản xuất người ta bảo hành với điều kiện là gì? Sơn mà bay lổ lai là quá trình sử dụng trong 10 năm mà nó biến dạng, nó vẫn bình thường về màu sắc và nó có thể không chóc, làm người ta đem sơn mới đến thật là. Nhưng tôi sử dụng đã 10 năm nay, chất lượng sơn vẫn rất ok, đúng là mình phải cảm ơn. Thực ra cái quá tiền mình bỏ ra những cái sản phẩm mình sử dụng ít nhất tôi nghĩ phải được 15 năm, mà 15 năm như thế là rẻ không ạ? Tiền các bạn đắt gấp rưỡi, 15 năm các bạn vẫn đẹp. Đúng không ạ? Quá sạch luôn các bạn nhé. Đầu tư một chút thời gian, một chút nhỏ nhỏ trong cuộc sống, nó có thể trả lại không gian, nó có thể trả lại những sản phẩm mà các bạn đã đầu tư ngay từ ban đầu một cách tươi đẹp. Và phải nói rằng trong cuộc sống con
người chúng ta chỉ cần lưu tâm đến một chuyện thôi. Chúng ta để ý hơn một vài những kinh nghiệm nhỏ bạn bè chia sẻ, anh chị em trong đồng nghiệp, rồi bạn bè trong cộng đồng xã hội. Có điều kiện, có thời gian, các bạn lưu tâm, các bạn quan sát, các bạn lắng nghe, và các bạn nào sẽ có những kinh nghiệm. Kinh nghiệm đấy mỗi ngày một nhiều, nó sẽ tích tụ, để rồi các bạn làm cái gì cũng có mục đích, cũng có phương pháp và cũng có kết quả một cách tốt nhất. Vâng, có thể hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng mỗi ngày một việc làm nhỏ, tôi tin là tôi sẽ mang đến cho các bạn, cũng như các bạn sẽ chia sẻ cho mình, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, để chúng ta hoàn thiện mình hơn. Hy vọng rằng với kinh nghiệm nhỏ từ một lọ dầu phật linh rất đen, hoặc là một lọ dầu mà các bạn để sử dụng bôi cho các thành viên mỗi khi không may cũng đau, thì nó có thể mang lại cái công hiệu nhất định trong cuộc sống. Ngoài cái chức năng là chữa bệnh rồi, thì chúng ta còn có những cái chức năng khác, những mẹo nhỏ thôi nó để trả lại cho bạn không gian rất đẹp. Và hy vọng rằng những kinh nghiệm này nó trở thành một trong những phần không thể thiếu, nó sẽ tạo cho các bạn một kho kinh nghiệm nhỏ trong cuộc sống, để trang bị hơn cho các bạn hành trình bước vào trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chiều nay mình tranh thủ xử lý không gian cái tiết nhạc. Thì tất cả mà nói là mấy hôm nay là trời nắng hay, cạnh với phía gần nhà mình có công trình đang làm, thế nên lượng bụi bẩn trong gia đình nó nhiều quá. Tranh thủ sử dụng mà nước sạch và những một số những cái vật dụng đơn giản để xử lý cái không gian trước sân và hè. Trước khi xử lý phần này thì mình xin tắm cho mấy anh này một chút. Trước các bạn, đây là một giỏ phong lan rất nổi tiếng. Không những nó đẹp mà nó còn khác hơn các bạn, nó thơm như cái giống phong lan trầm, giống như hương trầm, mùi rất là nồng nàn, nhất là có nắng lên mà được tưới nhẹ thế này thì nó ngát hương, mùi rất là quyến rũ, rất dễ chịu. Mình để trên chiếc nhà thôi nhưng mà hương vị của nó lan tỏa khắp cả phòng khách. Đây là đợt thứ hai nó nở đấy các bạn. Đợt trước là thì nó nở ở một lúc chục bông, rất là đẹp. Đợt này thì do thời tiết nó nắng hơi nhiều, mưa ít nên là hoa nở không được nhiều lắm. Tuy nhiên là nó ít thì nó lại đẹp ở chỗ hơn, và khác chưa nở thì nó lại là có thể khai thác rồi, thường khác rất tuyệt vời. Các bạn lưu ý là tưới cho phòng lan chúng ta không nên tưới quá nhiều nước, bởi vì cây mà nhiều nước quá thường là nó bị ẩm nhiều, dẫn đến tình trạng bị nấm và một số những vi khuẩn, nó sẽ làm cho cây nó thối lốt thối rễ, đặc biệt là nó chậm phát triển. Nếu nhẹ thì nó có thể lũ một số rễ, nặng thì có thể thối thân. Vì thế cho nên là các bạn cần lưu ý cái tưới, chúng ta tưới một lượng nước vừa phải, lưu ý là tắm đều trên mặt lá hàng hoa. Để làm cái cây mình đang chăm tưới này, thế
Đây là cây cổ tài núi. Lưu ý là chúng ta tưới gốc vừa thôi, nhưng mà nên tắm cho bộ lá của nó thân nước. Như thế thì chúng ta biết nhà của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và sau khi tắm gội rửa xong cái phần sân vườn này thì mình sẽ đem hệ thống cây xanh đã phát triển tương đối đẹp vào phía trước của nhà. Các bạn sẽ thấy được tăng thêm được cái này. Không gian tốt và dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi là không phải định kỳ, nhưng khi mà thời gian có thể thì chúng ta nên chăm chỉ cho không gian tốt của mình chút. Phía trước thì chúng ta cũng nên để quá một dây có ung tùm nên có cây xanh đó. Tức nữa khi rửa sạch cái phần này các bạn chú ý để thống cây xanh vào phía trước nhà, các bạn thêm lượng hay là xanh mát của nó. Thực ra là bộ lá nó chưa nhiều nhưng mà tôi thấy là tôi rất ít đang cần đem các em nó đặt đúng vị trí thì nó ra sống nó sẽ trở nên hài hòa hơn, tươi sắc hơn. Đây là mình đang sân vườn của chúng ta rất là nhanh khô. Thế nếu như các bạn xử lý nó muộn thì sân nó sẽ bị ướt, ướt ẩm, sẽ làm cho ta có một cảm giác khó chịu, khó chịu. Thế cho nên nếu như có thể các bạn nên xử lý vào lúc khoảng 3-4 giờ chiều, đừng để đến các mặt trời các bạn xử lý thì sân rất là lâu khô. Thank you.
kỹ bức tường ở bên Hà Nội của mình. Dưới chân tường này nó tương đối là khoảng đây bụi tường. Sáng đẹp ngay luôn. Vâng, đây chỉ là diện tích của sân thôi nhưng sạch như là nhìn nha. Mình sẽ xử lý từ khu vực ở phía trong này. Trước khi xử lý mình làm phía trước này, mình cũng tưới tắm khoai cho cái làn một chút. Trong gốc lục bình này mình bỏ khá nhiều các giọt lan. Thì nơi đây nó nhiệt độ nó rất vừa phải, nắng thì không quá nắng mà cũng không quá xa, lan lan thì không cần ánh sáng nhiều quá. Chúng ta nên sử dụng ánh sáng vừa phải, đặc biệt là lưu giấy tắm câu thì lá của nó không bao giờ khô lá. Bao nhiêu nhiệt độ bạn học vùng này bạn ấy khắc phục hết, đến khi mà ánh sáng còn thiếu thốn nó thẩm thấu vào các giò lan thì nó cũng rất là vừa phải. Nếu là lan nó vừa đủ ánh sáng, nó cũng hấp thụ được con vật của chất hữu cơ để nuôi cơ thể của nó. Thế nếu các bạn để vượt quá thì bản thân nó cũng bị tự cuối. Thứ nhất là các bạn nên tắm cho phần lan cây gì dưới gốc còn tắm ngọn nắng rất quan trọng. Cây phát triển rất là tốt, thân cảnh phát triển tốt thì yên tâm mà đến thời điểm nó ra hoa các bạn không phải lo. Suy nghĩ là rất đơn giản, chăm cưới thì em nào cũng như em nào, đều tất cả đều có kẻ hết, rất vui mắt với con.
cần để tự chăm sóc bằng tay của con mình. Riêng lộc vừng thì các bạn nên trồng vào những cái chậu mà đấy là các bạn phải dùng xi măng các bạn chám kín lại, bởi vì nó là một trong những loại cây rất ưa nước. Nước nhiều bao nhiêu cũng được, có thể một nửa ngập nước, một nửa trên thì các bạn cho nó lộ rễ lên, cây không bao giờ chết. Chúng luôn được bỏ nhưng các bạn để thiếu nước. Cây to cỡ bao nhiêu cũng sẽ không ra hoa đâu. Riêng lộc vừng thành nhưng mà chúng ta trồng chúng ta cần lưu ý chăm tưới thì không cần phải nhiều nhưng mà nước cung cấp đủ, phân có thể thiếu một chút thì trồng nó vẫn cho hoa. Nhưng nếu nước thiếu không được là không. Nên trồng lộc vừng nếu đưa vào chậu thì bao giờ người ta cũng sử dụng những cái chậu nó bịt đáy không thủng đáy. Cây nó cứ quanh năm, nhất là mùa hè mưa xuống một cái hoặc là thời tiết mà độ ẩm, ánh sáng, ánh nắng nó đủ thì lúc nào cũng cho chúng ta một đóa hoa cực kỳ đẹp. Có năm thì lộc vừng nó ra hoa 2 lần các bạn, thì 2 cái lần nó ra hoa thì nó khoảng cách rất là gần nhau. Tôi lấy ví dụ như vào cái thời điểm tháng tiếp tục ra một lần nữa. Nếu mà lần đầu nó ra nhiều thì lần sau dĩ nhiên là nó sẽ ra bứt hoa. Lần đầu nó ra thì lần sau cả cái cây chỉ có hoa. Nó không thể tránh được bẩn, bẩn bụi nó lại công vào, thế cho nên là rất cần các bạn xử lý nó thì dọn rửa thế nào. Thank you.
nhưng nó đầy thoải mái. Nếu có thể nhanh hơn thì các bạn có thể sử dụng cái chủng xương. Chuyên dùng các nước à, ví dụ như sân vườn mà ở cái dạng tổng vệ sinh như thế này, các bạn nên sử dụng chỗ này. Quá ư là sạch đúng không ạ? Các bạn cứ quan sát kỹ mình làm. Chiếc sân không gian của mình là tất cả các cây xanh mà bạn trồng trong nhà hoặc là ngoài sân cũng thế. Chúng ta cung cấp cái lượng nước nó đủ vừa, cũng không cần quá nhiều. Nếu những cây trong nhà thì một tuần các bạn tưới cho nó khoảng một lần đến năm lần nước này. Đều được tắm nước uống đầy đủ. Mỗi lần mà tắm cho nó là như thế nào? Cây nó giống như được chạy mưa và phát triển hoàn toàn khác so với chạy nước mưa đấy không? Tắm mà
Xử lý về mặt tường, chân tường của khu vực đây là một nhá. Các bạn đã thấy được sự khác biệt của nó đúng không ạ? Chốc nữa thì chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt. Các bạn đừng quá nóng vội, chúng ta để cho nó bề mặt nó thấm 5-7 phút, sau đó chúng ta
ta sử dụng là em mà trà này, gọi trà này, tôi đảm bảo nó sinh tinh. Thưa các bạn, sơn này đã được từ năm 2006, cái này là 13 năm rồi. Công việc tiếp theo của mình đó là chăm chút cho em này.
vào đây là một trong những nguy cơ là nó phải có đất được kênh mua chưa? Không biết thì chị trả. Rồi em hỏi thì cháu chạy nhưng mà chưa đủ điều kiện. Không biết tuần này thì thế nào? Chị nó chậm thế. Chị hỏi em thẳng chứ. Thẳng đấy thì chắc có lẽ là chị bảo nó thay đổi nhiều cậu. Thứ hai nữa là cháu cũng hỏi suốt đi nhưng mà vẫn chưa đủ điều kiện. Thằng con định nghỉ ở đó luôn để mặc cái gì đó cậu ông xin thầy nghỉ rồi. Thành lập công ty cũng em biết rồi, thành lập xong rồi, có rồi. Được. Trước mắt là cái chỗ kia cứ làm nhàn mất thời gian để tập trung. Xin thầy nghỉ cái thời gian thì tính sau. Đang còn đi làm. Làm ở đây mình làm nhàn thì cái thu nhập thì sẽ gì? Đấy là một con đường đấy chị, mình lập công ty rồi là mình đủ tiền vào đấy rất là nhiều, quay qua tỉnh này, mấy tỷ rồi. Thank you.
nhiêu? Cậu màn rồi, cậu màn sau đủ điều kiện cùng cho hắn à? Em màn hấp hết thì đến lúc nó chỉ chạy cáo. Làm nội dung toàn bộ thì xong thì các cháu. Ok các bạn nhá. Con ngựa xích thố của mình đã tạm ổn. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta bắt đầu cắm cơm để cho chuẩn bị cho bữa ăn sau này thì chúng ta nên lưu ý đó là khâu vệ sinh rất là quan trọng. Dù là nồi chống dính nhưng bao giờ cũng thế, trong qua quá trình sử dụng nó không thể tránh được cái phần bám của cơm. Ví dụ như cơm các bạn nấu hàng ngày nó cháy, muốn nó cháy thì phải nhấn thêm. Chính vì thế cho nên là cái phần đáy nồi này bao giờ nó cũng bị đen một chút do cái lửa cháy nó để lại, đó là thực chất nó là carbon. Cho nên trước khi cắm cơm để cho nồi cơm nó ngon lành, các bạn nên đánh lửa sạch sẽ cái phần nồi của mình. Chú ý là chúng ta cái nồi này nó chống dính, vì thế cho nên là các bạn là sử dụng mà rẻ mềm, chúng ta trả lửa sạch sẽ, đánh cả trong lẫn ngoài. Và nồi cơm hiện làm cũng như các bạn xin thưa với các bạn là năm nồi bao giờ cũng là những nơi mà nó có thể tích tụ rất nhiều các bạn. Nhìn ở mặt này nó rất sạch, tưởng chừng như không có bám một chút của nước cơm hoặc là nó sôi nó bồn lên, nhưng mà phần trên bên này các bạn thấy chưa? Ngày nào cũng vậy, bữa nào cũng vậy, chúng ta nên chùi rửa cái phần này sạch. Nếu như các bạn để thế này chốc nữa cắm cơm thì cần nghiêng một chút thôi, nước nó chảy xuống thì cơm của chúng ta nó sẽ bị đổi màu thay màu của cái nước cơm cũ. Vài động tác rất nhỏ thôi nhưng nó đã để lại cho chúng ta một sản phẩm trắng tinh sạch sẽ, mà chúng ta có thể nấu bất kỳ lúc nào mà cơm mà nó vẫn trắng được. Các bạn kể cả gạo các bạn mua ở siêu thị cũng thế, chúng ta nên là bo trong ra để đãi những cái phần gạo của nó, không tránh khỏi mặc dù gạo đã được đánh bóng nhưng mà chúng ta qua quá trình sử dụng lâu ngày có thể là một tuần một chục ngày hết, cho nên chúng ta nên bo trong ra thì nó sạch hơn khi các bạn bo ở những ở trong nồi. Sau đó rồi chúng ta mới bỏ vào nồi cơm, các bạn thấy chưa?
như thế này thì nó đảm bảo được chất lượng của cơm thơm, trắng, dẻo. Hai nữa là nó an toàn cho quá trình sử dụng. Sau khi mà các bạn đã lấy được lượng nước vừa rồi, tương ứng với lượng gạo của mình, chúng ta lúc nãy là chúng ta đánh chung đồ, cho nên là nó không thể tránh được cái phần ngoài của nồi nó bị ướt. Mà nó ướt như thế này là để các bạn tăng cơm và nó cũng chín, nhưng mà cái tuổi thọ của cái nồi nó sẽ không được nhiều. Vì thế cho nên là chúng ta nên lau thật khô phần vỏ bên ngoài của cái thành nồi này, sau đó các bạn cho nó vào trong nồi để tắm nhé. Và sử dụng một chiếc khăn khô sạch, các bạn lau hết cái phần đáy và phần hông của nồi. Tôi nghĩ là cái mâm điện bên trong này có thể nó sẽ rơi một vài cái bụi nhỏ, các bạn lau cho sạch sẽ trước khi tắm nước. Công tác vệ sinh này nó không mất nhiều thời gian các bạn, nhưng nó góp phần cho cái bữa cơm gia đình của các bạn để ngon hơn rất nhiều, sạch sẽ, trắng tinh. Chính nước gạo này nó là một trong những cái nước mà chúng ta ngâm rau củ quả tốt nhất, sạch nhất. Nó có thể tẩy rửa được các hóa chất, nó có thể tẩy rửa được các vết bẩn. Xưa kia các cụ những ngày những năm thập niên 80 trở về trước, nước gạo này chính là cái nước để rửa ăn rất là sạch sẽ. Trong tinh bột, phần lỗ trong không ra để tẩy rửa đồ cho nên chúng ta hay là nếu như các bạn muốn sạch lượng như rau cải như thế này rồi. Về để thế này thì chúng ta rửa nó cũng sạch như thế. Chúng tôi các bạn mà sau đây mình sẽ cắt bỏ và bỏ phần gốc lá úa, sau đó rửa trên nước sạch trước. Sau này là cải ngọt các bạn. Các bạn có thể nấu canh, nhưng mà chủ yếu là chúng ta luộc là ngon nhất. Trước khi ngâm nước gạo thì các bạn cắt bỏ, loại bỏ hết phần gốc, lá úa phần gốc các bạn bỏ, lấy những phần non ngon nhất. Đấy, cho cái chậu nước sạch các bạn rửa hết sạch sẽ, sau khi chúng ta rửa đến hai lần nước thì các bạn ngâm một nước gạo. Ngâm một nước gạo sau khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta có thể lấy ra rửa lại một lần nữa. Thì mình nghĩ là sản phẩm lúc này nó rất sạch sẽ, không thể loại bỏ được hóa chất mà người trồng rau này sẽ trồng và bảo quản rau cho nó. Cả nói thật là nó rất thích hợp với nhiều loại sâu xanh nhưng mà quặng sâu xanh và ngoài ra nó chỉ dễ nếu như trồng là trái mùa này là đầu mùa thì nó cũng rất đẹp, đúng đúng nó cũng rất đẹp. Cái cây nào mà nó xấu xí các bạn có thể bỏ bớt mấy phân. Những cái lá rậm thì các bạn bỏ, ta nên chỉ lấy phần ngọn, phần cây non, thân là nó mềm, nó tươi, rau mà cú ở dưới rậm thì nó là cái sản phẩm nó cũng đảm bảo vệ sinh, cũng đảm bảo chất lượng. Mặc dù mà nó rất ngon nhưng mà nó lại có cái tuổi thọ tốt nhất của phần.
này chúng ta có thể gọi là sâu xanh nếu có. Cây nào mà kém chất lượng là không thể. Nhà vườn này cũng lựa chọn rồi, nhưng mà quá trình người ta trồng nó cũng rất là vất vả, cho nên cây kém được bó và được lợi bó vào trong. Chúng ta phải đền đợi chất lượng. Và nó vào dài một chút chúng ta phải bỏ. Đây, chúng ta được biết. Sử dụng thực phẩm sạch an toàn quan trọng nhất của cả con người đó. Quả theo, mặc dù thì bó nó mình đã loại đi mất khoảng 1/3 phần cuốc phần lá kém chất lượng. Cái này nếu như các bạn mà có gà thì các bạn phải tận dụng để cho gà gà mình nó ăn rau xanh rất là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cho mình lúa gốc không thì nó cũng ăn được các bạn. Đấy, chúng ta có thể sử dụng những cái tươi nó già một chút. Bỏ thứ rác vào trong rồi, nhưng lúc nào cũng sẽ rau cho đến các bạn chúng ta đều cho một cái kết thứ rác chúng ta cũng đang quên những không khí mùi và nhớ để các bạn thay đổi hàng ngày, không nên để một cái gì đến từ sáng đi trưa mà thứ rác nó đủ rồi thì các bạn cho thật nhiều hơn. Thank you.
chỉ một việc làm rất bé nhưng nó có thể mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống của chúng ta. Trong quá trình đun nước thì một trong những cái mẹo rất nhỏ bí quyết của tôi đó, các bạn nên cho một chút muối vào, bởi vì muối nó là một xúc tác để truyền nhiệt rất là tốt. Các bạn vừa tiết kiệm được ga mà thời gian chúng ta cũng tiết kiệm được.
hơn cá quả cực kỳ ngon. Cá rô đồng này. Các bạn nướng xong các bạn nấu thì tôi đảm bảo ngon tuyệt vời. Hoặc các quả các bạn nướng gỡ lên và nấu món rau cải hơi rồi hơi vị màu sắc cho đến cảm nhận của chúng ta thì quá là tuyệt vời, rất thơm một món nó không thể tay các bạn. Lưu ý là đây là rau chúng ta luộc, chúng ta nên thái khúc ở đây đừng có khúc dài các bạn, nhưng để dễ thắp sẽ ăn cho hết khoảng 3 cm. Trong quá trình vừa cả các bạn nên sắp xếp cho nó phẳng để chúng ta thái nó cũng không bị đẹp trong nhà ngắn và thư dài lá cũng như cuốn các bạn nhé. Chờ bạn nước kia sôi để chúng ta phải bỏ rau vào. Chờ bạn nước sôi các bạn. Đấy, như thế là các bạn thấy không? Nó có thể rút ngắn thời gian đun của chúng ta đi khoảng 1/3. Bởi lẽ là muối là một trong những xúc tác dẫn nhiệt tốt nhất. Chính vì thế cho nên các bạn nấu ví dụ đặc biệt là nước mưa mà lại qua máy lọc nữa thì nó dẫn nhiệt rất kém, nó có thể chậm sôi hơn so với các loại nước khác, đóng chai cho đến nước sạch. Nếu như các bạn bỏ chút muối vào thì thời gian nó chỉ bằng 2/3 so với thời gian ban đầu các bạn uống, vậy là nó giảm đi được 1/3 thời gian, tương ứng với 1/3 lượng ga các bạn nấu trong buổi món ăn.
bằng một đốt tay của chúng ta thôi. Một khúc như thế các bạn đập dập rửa sạch, đập dập ra bỏ qua. Nước của canh rất thơm. Riêng luộc rau nấu canh chúng ta lưu ý là cần giữ cái nhiệt lượng của nó đều, nhiệt tăng lên một chút để rau nó xanh. Thế nếu các bạn giảm nhiệt của luộc rau nấu canh thì rau của chúng ta nó sẽ bị vàng, cảm giác nó sẽ là không ngon và nó lâu nhiều. Dân gian có câu là cần tái cả nhừ, các bạn nên nấu mềm. Cực kỳ xanh luôn, mềm, xanh, non, ngọt và
tùy ý là trong quá trình các bạn luộc, các bạn không nên cho bột ngọt hoặc bột nêm vào các bạn nhé. Vì chốc nữa các bạn muốn ăn thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng nước chấm và giọt sẽ ngon. Nước và trên đường các bạn.
là chưa ăn đến con là rửa một lần con đi trẻ nhà để cho con nó khỏi tật. Có thể cho nó chơi lâu thì các bạn để cho nó ráo nước đi, cho nó được ăn cho một thứ gì đâu. Các vệ sinh đó là một trong những yếu tố quyết định đến sức khỏe và cũng như cái niềm vui khi các bạn làm việc mệt nhọc, bước chân vào với gia đình, các bạn sẽ cảm nhận được cái nơi đây thực sự là cái nơi rất là thoải mái, là một trong những cái điều để cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa hơn. Chúng ta có cảm giác yên bình, cảm giác thoải mái, cảm giác tự tin sau những giờ làm việc. Sống này mọi cái nó đều do chúng ta đặt ra hết cả. Nên sử dụng cái chổi ẩm cho bạn lau, nó vừa sạch, nó lại không bụi. Nếu các bạn lau rất thì các bạn phải lau nhiều lần, lau đi lau lại rồi cái nền của chúng ta nó mới khô sạch được các bạn. Như vậy là sơ bộ mình đã chuẩn bị xong tinh tư đồ ăn sẵn trong tủ có ra chỗ có. Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong các bạn. Bây giờ còn một việc còn lại đó là chúng ta sẽ bước vào chuẩn bị cho mâm cơm của gia đình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok. Ok, xin chào các bạn. Chiều nay mấy bố con mình lại đi đánh bắt xa bờ một tí. Ở vùng đất vẫn quen thuộc nhưng mà là nơi câu mới. Con cầm gì nhá? Đưa cái này cho em cầm. Tao quay đi, quay cả người. Mình ở nhà nhá. Đó có vậy bác công cơm mình nhá. Không cần làm gì cả, ta ra nó lấy được cái mặt của con này. Đi. Bây giờ hơn 5 giờ các bạn. Mặt đây. Mặt đây. Ê. Khép cửa cho bác đi, không cho nó ra cua. Quay.
quay đó. Trên này đoạn đi câu cạn lắm, đoạn trên này mới xù này, cạn nước trên đây mới xù. Bữa con câu đoạn đi đây hai đoạn đi, nhưng mà con câu ngồi đoạn đi. Thằng Huy thả gần thế hai đoạn đi. Đây em thả đây mà. Trên đây này. Bố câu trên đây à? Bố ngồi đây nhá, con ngồi bồng đây. À thôi, bên ngồi trên đây cho dễ này. Không hay bồng. Trên bữa con ngồi con câu góc đi. Câu nhưng mà con ngồi đâu? Con ngồi đây. Đây còn gói mì tôm này. Đó, đang còn di tích quá mì tôm nữa. Đây đây, cắm cắm. Dùng đi. Cắm ạ. Cắm lại để con đi thả thịt. Mới đặt ở đây á. Làm sao ạ? Anh câu thì anh cứ câu mà tôi cứ câu chứ gì. Thiếu gì chỗ à? Câu chơi cho vui mà không? Cứ
Cứ câu thoải mái đi. Thích đánh gì đánh như đây cho bọn trẻ ăn chơi tí cho nó vui mà. Ông có phải là ông tướng ở đây đâu. Phá môi đi con. Câu đâu được. Thích câu đâu được câu. Quan trọng. Đây. Đi xuống đây con. Dòng sông quê các bạn. Đưa lên câu luôn. Đưa ra cái chuồn này đi. Để đem xuống đây. Em đây con. Nhanh. Em xuống đây nào. Em đây. Cái đem này. Đây, cái gì cơ? Rắc cần lên để in cho lên nước không? Lấy cái chuồn này. Phao bố kéo xu lên nha. Nước xu nữa này. Cái phao nó dễ nổi, bởi vì là bố có để mấy phao nó vẫn nổi được. Hắn dễ nổi này. Đấy, cực cầu. Mới đánh bầu. Mình thích đánh đâu mình đánh. Cái thích đánh đâu thì đánh. Đó chắc là chơi. Điêu cũng điêu cũng như được. Ở đây còn trượt mấy chục lần. Nhưng mà ba cần đây gần quá. Bố đặt cái này con này. Cậu mê thì cái gì. Nước có xu à? Bao nhiêu? Đây này, từ cái cục này này. Đấy, đó, hôm bữa ông để con lấy phao này là cái cùng của cá mà. Đây chị. Đây này. Thêm tí nữa đi. Nói đủ chơi rồi. Thêm tí nữa. Tăng luôn coi. Ui. Thoải mái đi. Câu gì? Muốn câu mới câu. Nước từ cạn. Câu cọm à? Cọm với cọm cái chỗ thoáng mặt nước. Cọm đây cọm ra thôi. Cục này cao ơi đừng. Cao nữa lên. Cục này có lên được đâu. Không lên được. Mất mất cục dưới còn chưa. Buộc.
kéo được mắc cái cạo thì hơi nhiều bèo. Chiều rất đẹp các bạn. Một chú các bạn làm chú vô chơi rất tĩnh mịch.
Bố con cá bố. Cá to đấy. Con đi không phải nhóm không? Con tốn cần luôn. Kiểu anh biết. Cái cục mồi nó ăn kia. Thấy cũng cần nha. Quay từ bố lúc từ bố. Bố quay từ bố lúc từ bố. Bố cãi chưa? Cãi thêm cãi nữa. Ngồi chưa? Ngồi cứ để ra. Em bố cãi bên bố trước trên đây. Bố cứ quay từ này chưa? Ngồi đến giờ mà thịt thịt nó dơ nó còn. Mất còn to đùng, còn tốt chứ còn. Không, thịt nó kem để cho nó ăn lòn đấy. Từ từ. Để cho lôi. Cá nó cá rô. Rồi, bụp. Ừ, có quỳnh nha. Nó ăn thật không? Sắp vừa thôi. Cứ nhẹ nhẹ. Đánh nhạc nặng quá mà. Tầm tầm. Có thể ăn nước khoảng sau thêm tí nữa. Quá đẹp các bạn. À, bố không quan trọng, bố chủ yếu đi quay chứ. Nơi đây mà đánh bắt thì ok đi. Mấy năm rồi? Chuối là rô. Sắt con cần rô là chết. Bánh bánh bèo không thì còn đỏ nữa. Đánh thì không đánh được nhưng mà ý là hắn bánh bèo không thì để vớt. Du đồng đấy thưa bố ạ. Du đồng của chú là giờ. Đúng không? Du đồng cũng được nhưng phải quay lên máy tích nhá. Nó phải dơ lên máy. Quay quay trên đây mới thấy được cái cản cầu thì... Người... Bỏ. Lại một chú nữa các bạn. Đây chủ yếu du đồng. Con này con mất. Nhìn đấy. Không sao, chuyển lượng hết.
Linh tinh Huy ngồi lùi lên tí con. Ngồi ngồi lên đây này, bố nói nghe không? Ngồi để cho bố còn lấy cảnh đẹp, thiên nhiên tươi đẹp đấy. Thời tiết hôm nay khá đẹp các bạn. Vì có rãnh thấp cho nên là không nắng, rất thích hợp cho cái việc đi giải trí như thế này. Tiếc là nó hiện nay là hiện tượng nó chưa nhiều, quăng cho nó rộng ra chứ. Tôi tin ở đây sẽ đánh bắt được một số nếu các bạn có duyên. Thư thái tí cho nó thích thế các bạn. Có thể cá nó không nhiều, thích ở cái chỗ thư giãn. Chúng ta được hưởng một bầu không khí rất là trong lành và những chiều tà thế này. Rồi, cựa cào một em nữa rồi. Gỡ ra bố các con này. Bố gỡ đi. Đây các bạn. Lại một chút nữa. Tuyển lựa luôn nhá. Gỡ gỡ cho bố cái bụi. Bố xuống nó trượt. Dơ lên tí. Rồi. Gỡ. Lấy cái mì tôm này con này. Cái túi mì tôm đấy. Bịt vào không, không bật. Bẩn tay cái hai này khỏe. Còn mồi không? Đã. Không ngồi ngồi như cái lưỡi câu. Phải móc lại không? Từ. Bố phải móc lại đấy. Đã đi. Mình móc nhẹ được không được, mình móc móc mạnh được không được. Kết. Chủ yếu là buổi chiều này có rô nhiều. Lấy cái gì con? Lấy cái bọc cá. Lấy cái bọc cá đó con. Đi. Bình tĩnh. Rồi. Chơi được. Mời tay, bỏ cái tay lên. Được không ạ? Lồi. Không hy vọng các to. Tôi mở hàng chỗ thế là vui rồi. Giờ ta lại chậm chậm nghiên cứu. Lồi mạnh. Trẻ có tôm đi con. Có mấy con dê đó. Được, con dê nào. Một hai con dế rồi. Qua có bỏ đây một con dế này. Con trường một con trào, con dế. Câu hay lắm. Ra trường này. Rất thích dế. Mà con câu tràn đắc của đôi, hắn tràn ăn nó tụt. Dế đấy nè. Dế này. Cái dế bố bận. Nó đã bỏ dưng. À rồi. Ui trời có thưởng. Đây con dế này. Rồi để đấy tí nào bố xử lý nào. Con cứ hỏi nó được sao rồi.
với cá thôi. Câu chuẩn bị tâm mới. Em thưa chú. Chị giải nhé. Hai bên. Hai bên. Đây này. Cá đẹp. Lại tiếp tục còn một em nữa các bạn. Toàn rô đồng không thôi. Ok đây con. Rồi gỡ hộ cho bố cái con. Đây các bạn ạ. Các bạn thấy thế nào? Toàn rô mề hết. Quá mề luôn nào. Đấy cái đấy 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 con vào đây cần đi vào khỏi bị chích con mồi nhưng mà từ từ mắc lại rồi ok lê lê cái chặn này. Anh nắm mắt một tay cầm cá này. Lê 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 chết chết đánh ngồi tôn ngồi nhái cầm đấy cần đấy cầm mấy cái cần nó bắt từng con một đây. Sao quá, không không cần được. Được một phát lúc ba con luôn chứ. Vừa. Một phát được ba con liên tiếp luôn. Ba con gì ạ? Cá. Dù á? Dù. Thế nào mà được dính được ba con rồi đây ạ? À? Đây này. Đây này chưa? Bố mất bụi này. Cỏ này ngứa như cái kiểu. Như con lâu này. Đây là bố bận thi. Đánh nhanh nhé. Chưa bỏ con kia. Đặt cây lại này, bỏ một con vô đây con này. Đặt bỏ vô đây luôn. Chào bố. Ăn nhiều các bạn. Con đi thôi. Chào bố. Chào con ở đây bố. Chào nhé. Ừ. Chào đi. Con của con nhắm vứt đi mồi. Được. Ngon. Hen Nancy si luôn. Đó. Ok. Thế mô. Bố đừng gỡ đây ta. Ờ, bố móc mồi vô đây chứ. Thì bố gọi đây à. Đây, 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 chỗ chân bố con cá đây. Thì, kiếm bố móc. Thế thì bố vứt vô con cá nha. Không, không, bố móc không. À đây. Đang móc mồi cho kia ăn ăn. Tính lựa sang cho mồi kịp thời. Không. Buồn đi nơi khác. Câu rô không cần mồi nhiều, dài quá đâu. Mồi vừa.
Gái đi to để ăn cái chuối đi. Rồi, chín chi. Cũng được. Chết rồi. Hắn lôi rồi mà. Cái cỏ lồng nó nữa đấy mà. Chưa cầm động cả cái bàn tay rồi chẳng nữa. Bàn tay không có lỗ chân lông mà. Không bị nữa. Thế là anh bị chuồn như chỗ khác anh ngồi. Người này tiếng thế mà câu hay các bạn. Thế Huy đây. Chết. Chết. Chết tiếp. Chui. Chui lên rồi. Ôi con chì, cá gì hay nhỉ? Cá này móng người hả? Kinh đấy. Em này là cá mới lạ các bạn. Tiếng thế nhưng mà câu nó cũng vui. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn cứ chờ đấy. Còn nguyên cái mồi từ đầu trời chưa bắt. Tớ sẽ đánh bắt cho các bạn xem. Mắc thêm. Này thuộc cái nhóm cá gì? Giờ mình mới thấy lâu lâu thấy con cá lằn lằn. Cái cốt vàng với kiểu cái gì? Cá lằn lằn rồi. Lằn 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 thang. Ôi cá gì cũng được. Cứ câu được là vui rồi các bạn. Mình chủ yếu là giải trí. Được thế này là quý rồi. Em đào mấy chục con nhỏ lắm rồi. Đúng rất tơ rất. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì sao mà không được giống hôm trước cá chuối. Đây cái thích này. Đó. Con không câu được con. Lấy cái tiếng người nhỉ. Tiếng người nhỉ. Nhanh chuột về quê đấy. Các ông tiêu nhanh nhanh nhiều quá. Nhanh đi lên của tê rồi. Nhanh nữa là mắc bèo. Mắc rồi. Mắc rồi nên không chìm phao. Lăn. Ui. Lấy đi. Lấy cái tiếng người nhỉ. Nó là nó cái con nhưng mà ế đây đây. Chà, không biết nhắm rồi ngu. Nhắm rồi trong đây thôi. Thì im đi. Tôi vô bụng. Nhắm thế đây. Trúng. Nhắm rồi. Em cầm tay nó, em cầm tiền. Tiền á? Nhắm rồi, em không đi được cái khác.
Được một con lại tiến thêm đồng chí. Quay về bố chứ. Kéo xịt sang bên mới đi. Sát nào đó qua qua đây đi. Đi chim. Trời mắt lắm. Nhìn nó bắt đầu. Chơi được 2 con nữa. Ừ. Con này có một người. Con có lông mấy nữa. Đi đi đi. Là ăn mô. Xì. Chết rồi. Chết chắc rồi. Nó đi. Chết. Chết rồi. Lại cái con cá cái gì? Lại con cá nữa bố ạ. Cái dòng cá chi đâu biết. Cá mới. Đi tè mọi người. Đấy. Cá này cá cỡ rồi xong rồi. Quảng biết cái loài cá này. Con cá này thì bỏ vô luôn đi, con cá vô thì thôi toán chết nữa đi. Ủa dặn không con cá này chết đấy. Dù chết chẳng rồi. Chẳng rồi. Cũng, cũng bỏ vô. Chết chết. Thôi. Rô ngồi. Đeo rô ra em coi. Hạ con xuống đi. Cứ bình tĩnh. Bố đeo một rô con coi. Ừ. Đeo một rô bỏ đây con cắt được. Cần. Đâu? Đây. Rô nào? Rô đâu? Ra đây bố. Dài tuyến luôn. Thì thoảng làm em rô lại hay nhất. Ăn hơn tất cả mọi em. Trong mà không toàn câu được nữa là cá đàn lạ. Không lạ, sẽ không quen. Là chiều nay chủ yếu vô đồng các bạn. Ok.
nhiều nước các bạn. Hay các bạn, rất hay. Nhằng cái là hết 30-40 phút các bạn. 30 phút vào đây rồi. Thời tiết mùa này nó nhanh tối quá. Giá mà đi sớm hơn được khoảng 30 phút nữa thì tuyệt vời. Mình đi làm về đó là 5 giờ. Vào đến này hơn 5 giờ. Tách bớt ra để ta đánh bắt cho nó khí thế gọi. Chim cỏ ra thì nơi này nó còn có chuột, nó còn có các loại động vật khác, sấm rết chết nổi lên là chết rồi, 100% rồi. Chắc rồi, cái một con bịt hắn lấy nồi cái mồi đang còn bên mồi này. Ăn tiêu cho. Chắc sớt mà anh chí. Tốt mất rồi con ạ. Tớ lên đường đi nhỉ. Toàn rô không các bạn. Đấy. Các bạn thấy chưa? Mười mấy chú rồi. Mới cầu có lúc đấy thôi. Ra đi sớm tí nữa thì có lẽ là đang không. À chà, chín yếu rồi. Ok, tối rồi. Cảm ơn nha. Có lẽ là chúng ta sẽ thu cần trở về để tắm rửa ăn cơm rồi con. Ok.